Xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán Minh Phụng. Phiên ngày hôm nay, phiên ngày 15 tháng 1, mặc dù là chúng ta thấy là chỉ số là có tăng 12.7 điểm. Tuy nhiên thì trong cái diễn biến của phiên thì chúng ta thấy là rõ ràng hết sức là khó chịu đúng không ạ? Một cái phiên mà chúng ta thấy là gáp từ đầu phiên. Ngay từ đầu phiên thì gáp đã lên đến vùng 1.126. Rồi kể từ cái gáp đó là gần như thị trường của chúng ta nó cứ đi ngang. Và nó cứ đi ngang như vậy thì rõ ràng nhà đầu tư chần chừ. Và khi đó thì dòng tiền nó không vào. Và với cái việc là dòng tiền không vào như vậy thì bắt buộc là nhà đầu tư gần đến cuối phiên chiều chúng ta thấy là xảy ra cái áp lực bán. Anh chị có thể thấy là bán từ 13 giờ bán mãi cho đến vùng 14 giờ 26 cho đến ATC thì mới kéo lên trở lại được cái vùng 1.122. Cái diễn biến nó là như vậy. Anh chị thấy là thanh khoản ngày hôm nay chúng ta thấy nằm ở vùng 19 20 ngàn tỷ. Cái thanh khoản này thì chúng ta rõ ràng là chúng ta thấy là không quá là xấu, không quá là kém. Có phần rất là sôi động. Tuy nhiên với cái việc neo giá cao như vậy thì chúng ta thấy là mục đích chính vẫn là được sử dụng để bán các cái cổ phiếu big cap ra giá tốt ở trong khoảng thời gian ngày hôm nay. Và nếu như mà các anh chị tinh ý ở trong phiên ngày hôm nay mà chúng ta nhìn vào trong cái đánh giá diễn biến của thị trường ngày hôm nay trên màn hình thì các anh chị sẽ thấy là tổng kết sơ qua các cái nhóm ngành trong phiên ngày 15 tháng 11 ngày hôm nay á, thì cái việc mà sử dụng trụ để kéo chỉ số ngày hôm nay thì chúng ta thấy là nó dùng các cái cổ phiếu như là Vietcombank này. Ngày hôm nay có Vietcombank, các anh chị thấy là về mặt phần trăm là Vietcombank tăng 1.98%. Tuy nhiên với cái thị giá vốn hóa lớn thì Vietcombank đã kéo và góp phần cộng thêm cho VN-Index 2.33 điểm, 2.33 điểm. Tiếp theo đó là gì ạ? BIDV. BIDV chúng ta thấy là về mặt phần trăm tăng 2.67%. Về mặt chỉ số thì BIDV góp vào VN-Index 1.43 điểm. Tiếp theo đó là những cái mã cổ phiếu mà giai đoạn trước thì chúng ta thấy là có Masan này. Masan này hôm nay cũng góp phần tăng 1.13 điểm vào trong VN-Index với cái lượng phần trăm tăng ở đây là 5.11%. Ngoài ra thì còn có các cổ phiếu khác như là Vinamilk, Vinamilk các anh chị nhé, rồi VPBank, GAS, ACB, BCM cũng góp vào cái phần tăng. Còn lại thì không có cái trụ nào mà nó đạp chỉ số thấp cả. Do vậy với cái việc mà neo Vietcombank, BIDV, Masan, Vinamilk như vậy thì bản thân từ đầu phiên của chúng ta đã có một cái gap tăng rất là cao. Do vậy thì những cái mid cap, những cái nhóm còn lại chúng ta thấy như là nhóm chứng khoán này cũng bị cái áp lực bán này. Đầu phiên thì nhóm chứng khoán cũng có cái đà hưng phấn tăng rất là tốt. Tuy nhiên dòng tiền nó không vào thì chắc chắn là nhà đầu tư đến phiên chiều họ sẽ chuyển kế hoạch, họ chuyển sang chốt lời. Và anh chị thấy là nó bị bán gần như là cục đầu hết. Nhóm chứng khoán này, rồi nhóm bất động sản ngày hôm nay cũng bị bán. Những cái nhóm khác đầu tư công xây dựng ngày hôm nay của mình cũng thấy là nó bị bán ở trong cái nhịp và cái phiên ngày hôm nay. Các anh chị có thể cùng mình là chúng ta lướt qua xu hướng nhóm ngành của các cái cổ phiếu này một tí này. Nhóm chứng khoán chúng ta có VND, các anh chị thấy là cũng có một cái nến bán chốt lời rất là đậm đúng không ạ? Nến bán chốt lời rất là đậm khi mà cổ phiếu này chạm vào khu vực vùng 21.2. Đây cũng là một trong những cái vùng được gọi là cái khối lượng bị đè ở trên này rất là cao đối với mã cổ phiếu VND. Nó cũng là một trong những cái kháng cự của cái đám mây Ichimoku ở phía bên trên này này, kết hợp với lại cái biên trên của Bollinger Band, thì nói chung về mặt kỹ thuật nó là như vậy. Còn về cái tình huống và cái dòng tiền ngày hôm nay á, thì các anh chị thấy là bị neo giá trên cao, và khi đó dòng tiền nó không vào nữa thì nhà đầu tư trong ngắn hạn cái kế hoạch của họ là phải bán chốt lời, tại vì đó cũng là một mức giá hợp lý để bán đâu, khiến cho ngày hôm nay VND có một cây nến đỏ cái gì á, cây nến đỏ giá cao nhất ngày hôm nay VND đạt được đó là vùng 21.3, 21.3 đó. Cái nến này thì về ngắn hạn thì chúng ta đánh giá không cao đó, tuy nhiên về cái tầm nhìn mà chúng ta nhìn dài dài ra một tí á, thì các anh chị thấy đây là cái nhịp hồi của VND, và nó chạm vào cái vùng kháng cự trên này thì tạm thời nó sẽ có rung lắc các anh chị nhé, tạm thời nó sẽ có rung lắc. Tuy nhiên với có lực đỡ phần nào của cái dòng tiền vào thì mình đánh giá là những cái rung lắc này sẽ xảy ra. Tuy nhiên về mặt biên độ thì nó sẽ không quá là xấu, cái kiểu là bắn gãy kỹ thuật hay là bán mà khiến cho cái dòng tiền nó không dám vào nữa, thì mình đánh giá là nó không có cái khả năng mà nó xảy ra những cái vấn đề như thế này. Chúng ta lướt qua những cái cổ phiếu khác, ví dụ như là SSI ngày hôm nay cũng bị một cái cây nến bán ra các anh chị nhé, cây nến bán ra, dòng tiền này có vào có đỡ rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay là cái áp lực chốt lời khi mà nó chạm vào trên cái vùng chuyển giao
giữa hai cái đám mây Kumo màu đỏ và màu xanh. Các anh chị phân tích kỹ thuật thì các anh chị đều thấy được điều này, đúng không ạ? Anh tinh tế thì các anh chị nhìn thấy điều này. Chúng ta qua những cổ phiếu mạnh ở trong giai đoạn khác, ví dụ như là VIX. VIX là mình thấy nó có bán, tuy nhiên là cái dòng tiền lớn nó vào rất là tốt, được 25% và nó vào 5 phiên liên tiếp rồi. Do vậy phần nào mình thấy là VIX có được cái lực đỡ các anh chị nha, có được cái lực đỡ ít nhất là ở cái vùng 16 này là chưa gãy này, vùng 16 này chưa vậy. Do vậy thì trong cái nhóm chứng khoán mình thấy là VIX nó có cái nhịp hồi rất là mạnh mẽ, tương đối là đẹp, và những cái nhịp rung lắc điều chỉnh của nó được đánh giá là không quá là xấu, khiến cho cái tâm lý tiêu cực và dòng tiền rút ra. Đánh giá được con VIX này ở trong dòng chứng khoán đoạn này nó thể hiện hết sức là tích cực, hết sức là tốt các anh chị nha. VIX, FTS, AGR cũng tất cả đều có cái áp lực bán chốt lời hết trong ngắn hạn các anh chị nha. SHS này, SHS ngày hôm nay cũng quát một cái cây nến rất là dài. Rồi HCM gần như là bị bán ngắn hạn thôi. Còn về trend xu hướng thì mình vẫn chưa thấy là cái việc gãy trend đồng loạt. Ngày hôm nay thì thị trường mình đã nói với các anh chị là nó rất là khó chịu ở cái việc là nó neo giá đi ngang như thế này. Do vậy thì nguyên cái phiên ngày hôm nay gần như là mình khuyến nghị các anh chị là chúng ta đứng ngoài, chúng ta theo dõi và quan sát là phần lớn thôi. Còn những cái nhịp vào là gần như chúng ta vào trước khi mà nó tăng như thế này rồi. Ví dụ như là chúng ta đã vào ở những cái nhịp vùng giá 1.100 ở đây này, chúng ta cũng có một cái nhịp vào thì mình có khuyến nghị các anh chị vào đó. Thì đoạn đó mình có khuyến nghị hai mã, đó là DG với kép DGC. Rồi những cái đoạn trước này cũng khuyến nghị các anh chị rất là nhiều, chúng ta vào từ rất là sớm rồi, SSI hoặc là nhóm chứng khoán mình có khuyến nghị như vậy. Rồi DCM, ở đoạn này DCM, rồi lên trên này là chúng ta có VTB chúng ta vào nữa. Đó là tức là mình canh những cái điểm nào nó vào thuận lợi nhất cho các anh chị thì mình khuyến nghị mình báo thôi. Chứ còn như ngày hôm nay nó nhảy cái gáp như vậy thì đố ai mà chúng ta dám vào mà chúng ta đu theo cái khoảng giá như vậy, rất là khó chịu. Thực tế là cái tình hình tăng thì tăng đó, nhưng mà để mà vào được thì rất là khó chịu, đúng không ạ? Tổng thể thì ngày hôm nay chúng ta có 414 mã cổ phiếu tăng, 122 mã cổ phiếu giảm, thị trường giữ và neo giá rất là tốt. Tuy nhiên điều này nó lại khiến cho áp lực chốt lời xảy ra ở nhóm chứng khoán. Và chúng ta lướt qua nhóm bất động sản một tí các anh chị nha. BDR có ý định vượt vùng kháng cự 26.5, tuy nhiên cũng đang bập bênh ở vùng này, đang bập bênh ở vùng này. Tuy nhiên thì cái tên của BDR Phát Đạt thì có cái dòng tiền lớn mình đánh giá được là hỗ trợ rất là tốt, là một trong những cái cổ phiếu mình thường xuyên khuyến nghị cho các anh chị trong cái nhóm ngành bất động sản thì lưu tâm đến con BDR này, hiện tại đang rất là mạnh. Riêng về dòng tiền thì nó đã đạt 50% trong cái nhịp hồi lần này. Về mặt xu hướng thì nó chưa bị gãy mà nó còn đang có ý định là quay trở lại vùng đỉnh cũ, test cái vùng đỉnh cũ này. Nếu như được sự hỗ trợ không rút ra của dòng tiền tốt ở quanh vùng giá 25, 26 thì khả năng BDR đánh vượt thì rất là cao luôn các anh chị nha. Về chặt các anh chị thấy rõ ràng BDR đoạn này vẫn là trên tăng. Giá vẫn đang nằm ở trên cái thế giá tăng hết cả, trên mây hết, chưa bị đánh gãy trên. Thì đó các anh chị thấy là con này nó đang rất là ưu tú. Tiếp theo đó là một cái tên mình cũng chia sẻ các anh chị, đó là DG cũng trong cái trạng thái tương tự, trong cái trạng thái tương tự rất là khỏe. Thì hai con này thì các anh chị đánh về kỹ thuật, đánh về giá trị thì các anh chị cùng mình thì các anh chị biết là chúng ta lọc cái sức khỏe tài chính ra thì các anh chị ở đây chúng ta thấy là BDR được bốn tiêu chí tốt, tức là 50-50 các anh chị, 50-50. Ở đây có 8 tiêu chí thì 4 tiêu chí tốt, 4 tiêu chí xấu thì chúng ta đánh giá là 50-50. Và kết hợp với những cái thông số về cơ bản, về tăng trưởng cũng như là về cái cam kết tài chính ở đây thì chúng ta đánh giá nó trên mức trung bình Phát Đạt. Và nếu như mà so với DG thì mức độ này nó cao hơn, tức là 5 chỉ số tốt, 3 chỉ số xấu thôi, thì cái mức độ của DG được khoảng là 6.5 điểm theo cái thang điểm 10. Chúng ta có một cái công cụ để chúng ta định lượng rõ ràng và chúng ta lọc những cái cổ phiếu nào nó tối ưu, nó khỏe nhất. Như cái nhóm chứng khoán thì chúng ta lọc luôn thì các anh chị thấy những cái tên VIX tại sao nó khỏe. Tại vì đoạn này này, tài chính nó xấu, chúng ta có 5 tiêu chí tốt và 3 tiêu chí xấu và mức tăng trưởng cao, chỉ số ở đây nó cũng ổn nữa thì nó đánh giá được khoảng từ 7-7.5 điểm. Đó, do vậy thì kết hợp với cái dòng tiền mà 95% như thế này thì về cơ bản nó có lực đỡ và nó có câu chuyện để nó đẩy giá lên. VIX, đó, những cái tên như vậy
những cái tên như vậy. Hoặc là trong cái nhóm chứng khoán mà vùng hoa lớn thì đi 4 chỉ số tốt, lại là được chấm, là chúng ta thấy là vừa có thanh khoản cao này, vừa có chỉ số 50-50 thì chúng ta cũng đánh giá nó được 6-7 điểm, 6-7 điểm. Chúng ta cứ dùng những cái này, dùng những cái này để chúng ta lọc cổ phiếu thì nó sẽ có cái độ uy tín và cái mức độ tin cậy cao hơn. Tức là cái công cụ này nó sẽ lấy những cái dữ liệu từ báo cáo tài chính của chúng ta, thì chúng ta dựa vào nó, chúng ta có cái phần để chúng ta định lượng, chúng ta đánh giá. Các anh chị vào room mình liên hệ số điện thoại hoàn toàn miễn phí, chỉ cần sử dụng ID 9778 hoặc là BH7T của công ty chứng khoán VPBet thì các anh chị sẽ được vào room miễn phí, liên hệ với mình qua số điện thoại này, mình add các anh chị vào room nhé. Đó, thì các anh chị vào room để chúng ta cùng nhau trao đổi. Và thực tế là nếu như mà các anh chị thấy cái phong cách đầu tư cá nhân của chúng ta nó gần, nó sát với nhau á, thì chúng ta có thể ngồi lại được ha. Chứ còn một số các anh chị cũng liên hệ để vào, tuy nhiên thì mình thấy là không phù hợp, không phù hợp về cách đánh, không phù hợp về tư tưởng thì mình cũng không nhận vào room các anh chị nha. Đó, cái này chúng ta phải chia sẻ rõ từ ban đầu để chúng ta làm rõ cái chuyện này. Rồi, tiếp theo các anh chị đi cùng mình lướt qua các cái dòng, các cái nhóm khác một tí này. Nhóm ngân hàng hai phiên vừa rồi mình gọi là dòng tiền nó vào và nó đỡ. Thì những cái tên là mình thấy là về mặt xu hướng là nó đều tăng hết này. Nó đều tăng trong cái xu hướng là sideways up. Sideways up chúng ta lướt qua này. Vietcombank các anh chị nha. Đây, cũng đã hồi phục trở lại qua MA20 rồi. Vol ngày hôm nay vào chúng ta thấy là khá là đột biến, cái 3, cái 4 lần luôn này. Rồi STB này, chúng ta thấy là cũng cái xu hướng tăng này. Rồi AIB này, đó, cũng cái xu hướng tăng, cứ xoay quay tăng lên. Rồi HD Bank, con này là nó cũng giữ cái thế giá tăng rất là tốt này các anh chị. Rồi TCB này, đây, cũng là thế giá tăng. Công Thương cũng là thế giá tăng. Tức là tóm lại ở đây là cái nhóm bank nó đang làm cái nhiệm vụ là xoay quay up, tức là phiên tăng, phiên giảm. Tuy nhiên là cái chiều hướng của nó vẫn tích lũy và tăng dần lên. Nhưng mình đã chia sẻ các anh chị là những cái phân tích ở trong cái giai đoạn trước là chúng ta cần cái nhịp đỡ như thế này đối với banh, ít hay nhiều gì nó gây cái việc là không dòng tiền vô, tại vì cái banh này vốn hóa nó lớn mà chúng ta muốn đỡ nó thì phải cần một cái lượng tiền rất là lớn, mà khi nó đã tập trung vào cái ngân hàng rồi thì những cái nhóm này nó có giá cao là nhà đầu tư sẵn sàng bán ra, sẵn sàng bán ra, được chưa, sẵn sàng bán ra. Rồi nhóm gì thì các anh chị hoàn toàn có thể bình luận thêm nhé. Một số các anh chị là mình thấy nhắn tin hỏi mình là chỉ số của BHR này. Ở đây mình lọc luôn các anh chị nhé. BHR về mặt chỉ số giá trị của nó mình thấy là rất là cao các anh chị nhé. Tốt ấy. 6 tiêu chí tốt, 2 tiêu chí 6 thôi, tăng trưởng cao này. Rồi cái chỉ số cam kết nó cũng tốt nữa. Rồi tiếp theo chúng ta nhìn vào chart nữa này. Thì các anh chị thấy là ở đây là nó chỉ gặp khó theo cái kênh cận trên, ngày hôm nay nó bung lên đến cái vùng 48.8 rồi bị bán ngược lại này, bán ngược lại. Tuy nhiên là mình thấy là nền tảng tài chính tốt là có đối với BHR. Và đoạn này á, nếu như mà các anh chị muốn mua dài á, thì mình thấy là nó chỉ đâu đó có cái vùng mua dưới 40 là đạt tiêu chí để mua nắm giữ thôi. Còn bây giờ nó đã lên vùng 45, 46, 47 này rồi thì ít nhiều là chúng ta phải nương vào cái dòng tiền, nương vào cái dòng tiền để chúng ta đánh nha. Mỗi thời điểm nó đánh khác nhau. Ở những cái thời điểm mà cổ phiếu nó rất là thấp, ví dụ con DGC, thời điểm nó ở mức giá 50-51 này nè, đây, thì cái lúc đó các anh chị nhớ không, mình làm cái định giá bằng trí tuệ nhân tạo ChatGPT, mình báo các anh chị mua đi, mua con này đi, nó hoàn toàn có thể đạt vùng giá 100. Đó, thì những cái lúc đó định giá thị thực lại phù hợp, tại vì giá nó đang thấp. Đối với một cổ phiếu tốt và có tiềm năng tăng trưởng thì chúng ta mua, chúng ta gom được một cổ phiếu tốt như DGC ở vùng 50 thì hoàn toàn lên những cái mức giá 99-100 này thì chúng ta ít nhiều là cũng đạt được cái lợi nhuận tăng trưởng là khoảng 80-90% rồi, 80-90% rồi. Còn cái đoạn này thì bây giờ rõ ràng theo cái định giá thì nó đã đạt giá trị thực rồi. Do vậy DGC đoạn này thì chúng ta thấy là chặt thì về cơ bản ngắn hạn nó vẫn còn ổn. Tuy nhiên thì chúng ta đánh thì chúng ta cũng phải dựa vào dòng tiền, dựa vào indicator kỹ thuật. Còn ở dưới này chúng ta đánh hoàn toàn là dựa vào định giá. Anh chị ha, mỗi giai đoạn nó mỗi khác chứ không phải là chúng ta phải luân phiên, chúng ta phải biến hóa để nó phù hợp với thị trường. Chứ thị trường nó không có cái công thức cố định các anh chị nhé, không có công thức cố định. Đó. Một số cái thông tin chia sẻ cùng với chị trong cái nội dung của video tổng kết phiên ngày 15 tháng 11. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều.